ngủ con, ngủ nè. Đi đâu đây? Đi lại đi chơi kìa. Chưa bị sao mà đỏ thế này con? Ba vào đâu đây? Đỏ hết cả gò má này. Kiếm gì đấy? Hả? Đi thầy ngồi đấy à? Ngồi đi đây mà đi. Chúng ta gặp tôi ngủ. Chúng ta ngủ ngoài. Kiếm gì đấy? Như này lấy đôi chân của Bi nào. Mà chơi Bi đó. Cả ghế cả mình ngồi ăn trà này con này. Cho Bi ngồi trong đây chăng, ngồi ghế này Bi ngồi được. Ghế này quá không được Bi rồi. Đi đâu đây? Đi lại đi chơi. Đi lại đi chơi kìa. Để chơi gì đây? Mặt đi vì cái gì đấy nhà thầy ba lại lên dầu nhá. Chưa bị sao mà đỏ thế này con? Đó, cái gồm má này.
Đấy, Bill buồn ngủ đó. Bill hết đi. Hai con đi vứt ra với đánh răng ấy nhá. Cà Bi, Cà Bi đi. Cà Bi ơi. Anh để ba ghé tôi ngủ nhá. Đánh răng đi mà ngủ nhá. Yeah. Nào xem nào nào. Bị anh nhắn chưa? Chị rửa mặt đi, chị phải ngã lỗi nhé. Ừ. Vâng, kẹp tủ nhá. Làm gì cái ngã đâu một cái mặt này. Ừ. À. Ừ. Cho Bi nằm đâu? À, lên nằm trường đấy à? Lên nằm trường này à? Rồi, Bi nằm ngủ đây. Nha. Chú cá nằm ngủ đây à? Kiếm ngủ đi con. Rồi, Bi nằm ngủ đây. Đi, ngủ đây. Nằm đây. Nằm trước. Chú cá cầm chân lên đây, cầm lên cho ba đây. Đi nằm ngủ đây. Nào, Bi chui vào đây đấy. Bi ơi, đây này, Bi ơi. Bi ơi. Chú cá nằm xuống, Bi nằm xuống đấy. Bi nằm xuống đấy, gần đây nào. Nằm. Bi chưa muốn ngủ à? Ừ? À, nằm gần đây nào. Bi. À, ngồi. À, ngồi đây nhá. Đây, cho Bi chăn đây nào. Nha, Bi ngủ đi. Mà đây ngồi. Ngồi đi. Ngồi. Ngồi đi nhá. Nhá. Làm thế nào. Ngồi đi. Ngồi. Ngồi đi. Ngồi đi con. Đi muộn rồi con. Gần 10 giờ kém rồi.
Thank you.